cổ trong tay. Trước khi trận đấu này diễn ra thì đã có một cơn mưa cực lớn ở thủ đô Hà Nội làm tắc hết các con phố. Mặc dù vậy thì các cổ động viên cũng đã kịp đến với sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để theo dõi trận đấu này. Và nên nhớ rằng sau trận tranh giải ba sẽ là trận đấu đáng chờ đợi nhất, trận chung kết của giải. Thì đội bóng áo vàng, trung tâm tiến công lắp đặt 2 sẽ là những người đứng trước và ngay lập tức họ đã có một cú dứt điểm. Những cuộc cạnh tranh của quân giữa sân đang là tương đối khốc liệt. Và đây là một cơ hội dành cho đội bóng áo vàng. Hai người có thể là một pha đối đầu dứt điểm. Cơ hội đầu tiên đã bị từ chối bởi thủ môn bên phía đội bóng áo đỏ. Rất tuyệt vời. Đặt thôi. Đặt thôi. Tốt hơn sẽ là một tình huống phối hợp. Vẫn là một cú cơ bóng rất đẹp. Thật khó tìm. Đúng là chân trái sở trường của Cao Kỳ. Có vẻ như các cầu thủ áo vàng đã mải nghe bình luận viên nói và họ không tin rằng cầu thủ đối phương cũng dám sút. Theo những thông báo của ban tổ chức thì Đoàn Khuê, người đã mở tỷ số của trận đấu là hiệp 2 của trận tranh giải 3 vừa được bắt đầu. Sau giờ nghỉ thì đội trung tâm 1 và kỹ thuật kinh doanh có một sự thay đổi người. Số 6 Lê Đức Hiếu vào sân. Đoàn Khuê. Đây! Cú tung chân vô lê vừa rồi. Đoàn Khuê chân phải, cú đá rất căng, tuy nhiên bóng đi đúng vị trí của Cao Kỳ. Vuông bóng, Huy Hoàng rơi bên góc trái là Hải Đoàn. Cú đá một lần nữa lại là của đội trưởng Cao Kỳ. Phối hợp 2 Công Đông. Khá nguy hiểm. Một cú trích mũi dày. Và trong tình huống vừa rồi thì thủ môn Tuấn Anh đã phải nhoài người hết cỡ để cứu thua. Bóng nặng và rất ướt. Dứt điểm. Có vào. Rất đáng tiếc của đội trung tâm 2. Tình huống bóng 2 rất đáng tiếc của số 7. Đó là Hoàng Ngọc Trường, người mới vào sân. Cú đá không cần trúng tâm bóng, trung tâm 2 và họ có thể tận dụng được thời cơ được không? Không được. Quang Long chuyền bóng, đánh đầu, ăn tâm, bóng đã về sáng ăn. Một và kỹ thuật kinh doanh. Sự hồi hộp của các cổ động viên. Đoàn Khuê, Quang Long, nhanh, không được, không được, không được. Liên tiếp những tình huống có thể nói là gay cấn ở hai đầu cầu môn.
Thủ môn của cả hai đội đều đã chơi không bằng những kỹ thuật chuẩn nhất. Như vậy là trận tranh giải ba của TLM A-Cup 2022 giữa đội Trung tâm 1 và Kỹ thuật Kinh doanh cùng đội Trung tâm 2 đã khép lại mà không có bên nào có thể có được phần thắng. Đoàn Khuê và Tuấn Anh. Rất chính xác. Lòng đơn giản nhưng chuẩn mực của Đoàn Khuê đã giúp cho đội Trung tâm 2 vượt lên. Không vào! Đội tâm 1 và kỹ thuật doanh ở đội Trung tâm 2 anh ngoài người đúng hướng. Đó là cú đá của nó là cực kỳ xuất sắc, đoán người hợp lý và chặn được. Đẹp đây. Quang rất nhiên không được. Đó là như bàn đầu tiên của đội Trung tâm 1 và Kỹ thuật Kinh doanh đá giải ba về Trung tâm 2 vẫn có bàn thắng. Đó là cú đá của Phan Văn Dũng. Tỷ số đang là 3-1 nghiêng về phía đội Trung tâm 2 của Văn Thông. Cú đá rất căng. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 và qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cho đội áo đỏ, dù đó là hy vọng tương đối mong manh. Hoàng Long và Hoàng Tuấn Anh. Không vào. Thủ môn Tuấn Anh của đội Trung tâm 1 đã dứt điểm không chính xác và qua đó sút luôn cơ hội giành giải ba của đội Trung tâm 1 và Kỹ thuật Kinh doanh. Trận đấu có thể nói là rất gay cấn, căng thẳng, hấp dẫn đến từng chi tiết, càng về cuối thì càng hấp dẫn. Cầu thủ của hai đội đã dẫn nhau đến những đoạn đá lưu lưu và cuối cùng thì đội Trung tâm 2 đội bóng đã mở tỷ số trong trận đấu này, cuối cùng cũng đã có được chiến thắng sau những loạt đá luân lưu.